chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp cùng các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là một chủ đề mà Kiều Oanh cực kỳ cực kỳ thích Đó chính là chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về sản phẩm sữa rửa mặt trà xanh Một trong những sản phẩm đang được rất nhiều người yêu thích hiện nay nhé đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ về bước rửa mặt một trong những bước làm sạch da và chăm sóc da không thể thiếu trong quá trình hàng ngày được À, sau một ngày dài chúng ta đi làm đấy hay chúng ta đi ngoài đường khi trở về nhà chúng ta đi ngủ thì chúng ta cần phải làm sạch da đúng không tẩy trang là một bước không thể thiếu rồi và sau đó thì chúng ta sẽ cần phải làm sạch lại mặt bằng với sữa rửa mặt bởi vì nếu như với nước thông thường thì chúng ta sẽ không làm sạch da mặt được đâu bởi vì sâu bên trong lỗ chân lông của chúng ta còn rất nhiều rất nhiều cặn bã cũng như là các cặn make up cặn kem chống nắng rồi là bụi bẩn này Um, nhiều người thì thường đánh giá cao những bước sau như là đắp mặt nạ, serum hay là kem dưỡng hơn. tuy nhiên thì nếu mà đối với ông anh thì ông anh sẽ đánh giá cao cái bước làm sạch da mặt này hơn. và hiện nay trên thị trường thì có khá nhiều các sản phẩm rửa mặt để cho chúng ta thoải mái lựa chọn này như là gel rửa mặt, sữa rửa mặt, bọt rửa mặt, xà phòng rửa mặt và mặc dù nó có nhiều như thế đa dạng về chủng loại như thế nhưng mà có rất rất nhiều người đều có chung một câu hỏi với kiều oanh rằng là tại sao người ta đã chọn những cái sản phẩm đắt tiền rồi rồi là sản phẩm đến từ những đất nước nổi tiếng về mỹ phẩm nhưng mà tại sao khi họ sử dụng da mặt của họ vẫn bị căng rát khó chịu cũng như là họ bị khô da sau khi dùng thì kiều oanh phải uh, nói thật một điều đó chính là khi chọn sản phẩm sữa rửa mặt thì chúng ta cũng cần phải chọn sữa rửa mặt phù hợp với lan da của mình này cũng như là việc không phải cứ sản phẩm gì đắt tiền là sẽ tốt đâu. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm nhé. Và những tiêu chí để chúng ta chọn một sản phẩm sữa rửa mặt tuyệt vời phù hợp với làn da của chúng ta. Đầu tiên, đó chính là khả năng làm sạch da một cách an toàn nhất. Thứ hai, đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt không gây khô da, cân bằng độ pH cũng như là không khiến cho da của chúng ta bị căng rít khó chịu. Thứ ba, đó chính là khả năng điều trị hỗ trợ làm sạch các vấn đề về da của chúng ta giống như là mụn bọc mụn trứng cá hay là mụn đầu đen và mụn cám thì một sản phẩm sữa rửa mặt tuyệt vời nó phải làm sạch cũng như là hỗ trợ điều trị được những vấn đề này và tiêu chí thứ tư cũng là tiêu chí cuối cùng để chúng ta lựa chọn một sản phẩm sữa rửa mặt tuyệt vời đó chính là khả năng không gây kích ứng da cũng như là không gây bào mòn cho da của chúng ta bởi vì nếu như khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt mà nó gây kích ứng cho da của chúng ta thì chắc chắn là không ai muốn sử dụng rồi đúng không? và với bốn tiêu chí như oanh vừa chia sẻ bên trên đây thì mọi người phải dựa vào những cái tiêu chí này để chọn lựa sữa rửa mặt tuyệt vời cho mình nhá. và ngày hôm nay cũng như là sau một thời gian tìm hiểu rất nhiều cũng như là nhận được nhiều phản hồi của tất cả mọi người thì oanh đã tìm ra một sản phẩm sữa rửa mặt dành cho những tín đồ mà yêu thích hương vị matcha hay là thích hương vị trà xanh đó chính là sản phẩm sữa rửa mặt green tea from cleaning đến từ hãng amulic một trong những hãng vô Vô cùng nổi tiếng với các sản phẩm làm đẹp và sản phẩm sữa rửa mặt Green Tea hay là sữa rửa mặt trà xanh này thì vô cùng thích hợp cho những bạn mà da dầu và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm này nhé. Nếu như bạn là một trong những tín đồ yêu thích mùi vị trà xanh hay là yêu thích hương vị matcha thì chắc chắn không thể bỏ qua sản phẩm tuyệt vời như thế này rồi. Bởi vì thứ nhất khi nói đến trà xanh chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những công dụng đầu tiên của nó đầu tiên đó chính là khả năng chống oxy hóa trong nguyên liệu trà xanh ờ, từ xa xưa thì trà xanh vốn đã coi như là một trong những sản phẩm làm đẹp rồi ừ, theo anh thấy thì hiện nay mọi người rất sử dụng bột trà xanh để đắp mặt này cũng như là sử dụng bột trà xanh vào các công việc khác để chăm sóc cho sắc đẹp của họ và cái sản phẩm trà xanh này thì nó có khả năng cao chống oxy hóa trên da mặt của chúng ta và từ đó thì ngăn chặn sự lão hóa xuất hiện sớm Thứ hai, đó chính là khả năng kiểm soát lượng bã nhờn và kiểm soát lượng dầu trên da mặt những người mà bị da dầu. Và thế nên kiểu anh mới nói tại sao đây là một trong những sản phẩm vô cùng vô cùng tuyệt vời dành cho những người da dầu. Bởi vì khi chúng ta da dầu thì chắc chắn là sẽ tiết ra lượng bã nhờn nhiều đúng không? Và khi tiết ra lượng bã nhờn nhiều thì nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông và từ đó thì sẽ gây ra nhiều vấn đề về da mặt chúng ta như là mụn này rồi là Uh, mụn nhọt, mụn trứng cá, mụn đầu đen đúng không Tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm Sữa rửa mặt trà xanh Green Tea Đến từ hãng Amusic này Thì nó sẽ kiểm soát vô cùng tốt lượng bã nhờn Và từ đó thì khiến cho lượng bã nhờn Tiết ra ít hơn tuy nhiên thì không có nghĩa là nó sẽ không tiết ra nữa đâu nhé bởi vì bã nhờn thì nó có là một trong những cái tuyến vô cùng quan trọng để uh, duy trì cái sức khỏe trên da của chúng ta mà và thứ ba đó chính là khả năng kháng khuẩn và làm sạch sâu nếu như các bạn đang cố gắng tìm kiếm một sản phẩm làm sạch sâu da mặt của chúng ta thì oanh khuyên rằng mọi người hãy nên sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt trà xanh green tea này bởi vì với thành phần chiết xuất từ trà xanh, những hạt sữa rửa mặt nhỏ nhất sẽ đi sâu vào bên trong lỗ chân lông của chúng ta này, làm sạch cũng như là lấy đi những bụi bẩn, những cặn make up sau một ngày dài và từ đó thì khiến cho da cũng như là lỗ chân lông của chúng ta được thoải mái hơn và làm sạch sâu hơn và từ đó thì nó sẽ tăng cường khả năng hấp thu các dưỡng chất của các bước dưỡng sau và khả năng kháng viêm cũng là một trong những khả năng cần phải nhắc đến khi chúng ta sử dụng sản phẩm này à, đối với những bạn mà chúng ta thường xuyên mà bị mụn này kể cả mụn trứng cá mụn cám hay là mụn đầu đen thì oanh khuyên rằng chúng ta hãy nên sử dụng sản phẩm này bởi vì như anh vừa nói bên trên đúng không một sản phẩm tuyệt vời là một sản phẩm đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí và tiêu chí hỗ trợ điều trị các vấn đề về da là một trong những tiêu chí nằm trong sản phẩm này và cuối cùng đó chính là khả năng không gây khô da cũng như là cấp ẩm cho làn da của chúng ta như kiểu anh có chia sẻ ở rất nhiều video trước đó chính là một sản phẩm sữa rửa mặt tuyệt vời là một sản phẩm cân bằng được độ pH trên da của chúng ta cũng như là không kéo về độ kiềm quá cao đúng không? Bởi vì độ pH lý tưởng trên da của chúng ta sẽ là từ 4.5 cho đến là 5.5. Và nếu như những cái độ độ này nó càng tăng thì nghĩa là da của chúng ta đã bị tăng về tính kiềm nhiều hơn rồi. Và nếu như chúng ta phải chịu đựng cái việc là da tăng tính kiềm trong một thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhiều tình trạng khá là đau đầu như là da của chúng ta bị kích ứng hơn này, bị bào mòn hay là bị dễ bị nổi mẩn đỏ. Và sản phẩm này là một trong những sản phẩm đáng được đáng đồng tiền bắt gạo để các bạn sử dụng và hiện tại thì oanh cũng đang sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt green tea này đến từ hãng amusic bởi vì bản thân oanh là một người make up khá là nhiều thế nên là cái lượng dầu trên da xuất hiện khá là nhiều cũng như là việc nếu như sử dụng quá nhiều cái sản phẩm sữa rửa mặt hệ trên thị trường hiện nay thì nó sẽ gây khô da cho anh thế nên khi mà được giới thiệu và xem những cái feedback của những người mà đã sử dụng sản phẩm này thì anh nghĩ rằng ôi đây đúng là sản phẩm tuyệt vời mà mình cần chọn rồi và đúng là khi sử dụng sản phẩm này thì anh đã thấy sự khác biệt hoàn toàn luôn da của mình được làm sạch sâu này mà không cần phải sử dụng những bước làm sạch nào khác nữa nhá mà sau đó thì khi sử dụng thì da cũng không bị căng dít khó chịu và thậm chí là nếu như anh không sử dụng thôn N thì da của anh cũng không bị khô quá đâu Vậy nên là anh khuyên rằng chúng ta nên sử dụng sản phẩm này Và điều quan trọng đó chính là sản phẩm này được chiết xuất hoàn toàn từ trà xanh như anh vừa nói Và với cái trà xanh thành phần trà xanh thì hoàn toàn lành tính cũng như là mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho người dùng Thế nên là sản phẩm này là một trong những sản phẩm vô cùng tuyệt vời, an toàn, lành tính và chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên Mặc dù đã trở thành một trong những sản phẩm sữa rửa mặt không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta rồi Nhưng mà khi mà nói đến sản phẩm này thì nhiều bạn vẫn nghĩ không biết cách sử dụng và nhiều bạn vẫn hỏi Oanh rằng là với một sản phẩm tuyệt vời như này thì cách dùng như thế nào thì Oanh cũng phải giải thích thêm đó là với sản phẩm sữa rửa mặt green tea nói riêng này hay là những sản phẩm sữa rửa mặt khác nói chung thì khi chúng ta rửa mặt thì cần phải tẩy trang trước nhá kể cả chúng ta có make up hay không để lấy đi được hết những bụi bẩn những cặn bã ở trên lớp đầu tiên trên da của chúng ta sau đó thì khi rửa mặt thì chúng ta hãy áp dụng công thức đó là nóng trước lạnh sau, làm ướt mặt bằng nước ấm từ 30 cho đến là 40 độ C. Sau đó thì chúng ta hãy xịt một chút cái thành phần sữa rửa mặt này lên tay và xoa đều tạo bọt rồi sau đó thì xoa đều lên da. Và cái thời điểm cái thời gian lý tưởng nhất chúng ta để sữa rửa mặt trên da đó chính là từ 30 giây đến 1 phút. Và sau đó thì chúng ta rửa sạch lại với nước lạnh. Tại sao chúng ta phải áp dụng công thức như vậy thì Oanh phải nói rằng chúng ta rửa mặt làm ướt mặt với nước ấm đầu tiên là để cho lỗ chân lông của chúng ta được nở ra. Và sau khi chúng ta rửa rửa mặt sử dụng sữa rửa mặt này thì sẽ khiến cho những cái tế bào, những cái hạt sữa rửa mặt nhỏ li ti nó có thể đi sâu vào với lỗ chân lông của chúng ta làm sạch lấy đi những cái bụi bẩn, những cái cặn make up. Và sau đó chúng ta rửa lại với nước lạnh là để thu nhỏ lỗ chân lông, làm xe khít lỗ chân thân lông lại cho chúng ta và với công thức này thì các bạn nên áp dụng bởi nó thực sự rất là hiệu nghiệm cũng như là công dụng khi mà chúng ta sử dụng và một vài lưu ý khi sử dụng bất cứ sản phẩm sữa rửa mặt nào quanh cũng phải nhắc lại cho các bạn nhé đó là Mặc dù nó không gây khô da rồi Nhưng sau khi chúng ta sử dụng sữa rửa mặt xong Thì cũng hãy sử dụng toner hoặc là mặt nạ dưỡng ẩm Để khiến cho da của chúng ta được giữ ẩm tốt hơn Và Uh, cung cấp cái lớp skin barrier hay còn gọi là cái lớp bảo vệ trên cùng của làn da của chúng ta được khỏe mạnh hơn này, ngăn chặn những tác nhân gây hại từ bên ngoài môi trường. Và điều quan trọng đó chính là tối đa Chúng ta chỉ được sử dụng tối đa hai lần một ngày sữa rửa mặt thôi, đừng nên sử dụng quá nhiều, bởi nếu như kể cả bất cứ loại sữa rửa mặt nào cũng thế, sử dụng quá nhiều thì nó sẽ tẩy rửa trên da quá nhiều và như thế thì sẽ đồng thời với việc là da của bạn sẽ bị bào mòn đi ngày một nhiều hơn, kể cả sản phẩm sữa rửa mặt đó có tốt đi bao nhiêu nữa và quan trọng nữa đó chính là khi sử dụng sữa rửa mặt thì hãy nhớ nhá đừng bao giờ rửa với nước quá nóng bởi vì như vậy thì sẽ khiến cho bạn bị khô ra đấy và với những lưu ý như trên thì oanh tin chắc rằng mọi người đã biết cách chăm sóc da của mình tuyệt vời rồi đúng không và oanh vẫn phải nhắc lại một lần nữa đó là nếu như các bạn da của các bạn bị khô này hay là da các bạn là thuộc da dầu này thì đừng bỏ qua sản phẩm tuyệt vời như thế này bởi vì nó sẽ lấy đi hết tất cả những bụi bẩn trong da của chúng ta và đây là một sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo để chúng ta sử dụng. Và mọi người thì thường hỏi oanh là với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì nên mua ở đâu để mua được hàng chính hãng này cũng như là thậm chí là còn được bảo hành trong quá trình dùng cơ. Thì oanh sẽ gợi ý đó chính là chúng ta hãy mua sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi khi mua sản phẩm tại đây thì siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng này cũng như việc là khi các bạn nhận được sản phẩm được phép kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Và tiếp theo, đó chính là siêu thị Hàn Quốc thì cam kết đổi trả sản phẩm trong vòng 7 ngày. Nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà Kiều Anh đã mô tả các bạn nhé. Và Oanh sẽ gợi ý thêm một trong ba phương thức để chúng ta mua sản phẩm. Đầu tiên, các bạn hãy gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Đây là một trong những phương thức đơn giản nhất để chúng ta sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời này. Phương thức thứ hai đó chính là các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều tư vấn hơn từ các chuyên viên cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm sữa rửa mặt Green Tea đến từ Amusic này. Và quan trọng là chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi những kiến thức làm đẹp đến từ Hàn Quốc đúng không? Và với những thông tin mà Kiều Anh vừa chia sẻ trên đây thì hy vọng rằng đã cung cấp cho các bạn những thông tin quan trọng, những kiến thức vô cùng bổ ích về cách chăm sóc, làm sạch da mặt và cách chọn sữa rửa mặt phù hợp với làn da của mình. Chúc các bạn luôn có một làn da đẹp, luôn giữ được một làn da trắng sáng, không nhiều khuyết điểm. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye! Các bạn còn thắc mắc về sản phẩm sữa rửa mặt trà xanh Green Tea đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào các video phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về các video mới nhất, những sản phẩm mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.